Tôi chờ đợi đấy là một trận đấu khó khăn. Chúng ta có vấn đề của chúng ta, tất cả anh em chúng ta đều nhắc lại khâu đây không phải là đầu tiên mà chúng ta đưa ra vấn đề về về hàng công. Những cái vấn đề liên quan đến hàng công thì đã được giải quyết trong ví dụ trận đấu Indonesia chẳng hạn. Quế Ngọc Hải ghi bàn, Duy Mạnh cũng đã ghi bàn, nhưng mà không thể trông chờ các hậu vệ với cả các tiền vệ liên tục phải làm người ghi bàn được. Ở hàng công phải ghi bàn thôi. Và trận thắng Indonesia đây là trận đấu đầu tiên trong năm 2019 chúng ta ghi được trên một bàn một trận. Trước đó cái hiệu suất ghi bàn là rất kém. Hiệu suất ghi bàn rất là kém, chúng ta chỉ không thua thôi. Nhưng mà bây giờ cái trận đấu với cả UAE và sau đó là với Thái Lan là chúng ta phải thắng và chúng ta phải ghi bàn. Thì tôi không biết là ông Park ông sẽ giải quyết vấn đề về hàng công như thế nào, nhưng mà nhìn lực lượng ở hàng công chúng ta triệu tập vào đội tuyển 6 cái tên như thế, nhưng trên thực tế thì nhìn ra vẫn rất là mỏng và những người mà chúng ta từng kỳ vọng rất là nhiều là một điều gì đó như Công Phượng chẳng hạn, càng ngày càng mờ nhạt đi và càng thành một vấn đề của đội tuyển luôn. Vấn đề của UAE đấy là cái vai trò của Marcus kia mất đi, nhưng tôi vẫn đánh giá đội đấy mạnh hơn chúng ta, và trên thực tế thì họ mạnh hơn thật. Và trên thực tế thì trận thua Thái Lan một phần không phải vì họ chơi kém mà bởi vì Thái Lan chơi quá tốt. Thái Lan chơi quá tốt thôi, chứ còn đá với chúng ta ở trên sân Mỹ Đình này tôi không biết trận đấu sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khó khăn rất nhiều cho chúng ta đấy, và chưa biết chừng là còn có thể có một kết quả tồi nữa cơ. Chuyện đấy thì chuyện cũng không phải là bất ngờ đâu. Nếu mà nó xảy ra thì không phải bất ngờ đâu. Với thực lực của các đội bóng ở cái nhóm này thì rõ ràng là nó là 50-50. Có chăng chúng ta có một cái lợi thế sân nhà. Đây đúng nghĩa là lợi thế sân nhà thật. Thì chúng ta đang khí thế đang lên. Vậy là 4 vạn khán giả sẽ đứng cạnh chúng ta, đúng không? Cầu thủ sẽ có những cái hưng phấn nhất định. Và cái mùa nhiệm vụ lớn của mùa giải nó đều đã xong hết cả rồi. Tất nhiên có những cái vấn đề thuộc về phong độ, có một chút chấn thương ở đâu đó. Nhưng tôi nghĩ rằng đây là lúc mà mọi chuyện nó đang đi theo cái chiều hướng tốt. Và nó rõ ràng nó vẫn là khúc quanh. Vậy thì bản lĩnh có được hay không, chúng ta có đi xa được hay không, nó cũng cần phải chứng minh ở chỗ này. Anh em cũng hiểu, tôi nghĩ rằng là anh em đều hiểu và muốn chứng tỏ mình. Và nó có cái hay là thế này này, thực ra UAE trước khi vòng đấu loại này diễn ra thì chúng ta thấy là UAE là cái đội bóng được đặt ở vị trí cao nhất. Nhưng trên thực tế bây giờ là họ không phải là đội đầu bảng. Họ có những cái khó khăn nhất định, và bản thân chúng ta khi đá với UAE bao giờ chúng ta có một cái tâm lý nó tĩnh tâm hơn. Chúng ta bình tĩnh hơn để chơi bằng thứ vũ khí của chúng ta. Vậy thì nó thuận hơn ở chỗ là chúng ta đá với cái đối tượng mà đang có vấn đề trước. Thế sau đó Thái Lan là một đội bóng đang ổn định trở lại và đang là đội dẫn đầu bảng. Chúng ta được đá trận đấu tiếp theo. Thế khi mà chúng ta tích lũy được một cái điều gì đó nó tốt ở trận đấu UAE thì trận đấu gặp Thái Lan nó sẽ rất là xuất sắc. Còn nếu như mà chúng ta gặp cái đội khó trước rồi lại giải quyết một trận đấu sau thì mọi chuyện nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Tôi nghĩ rằng là cái lộ trình này là lộ trình thuận lợi. Và tôi tin cái đà và những cái gì mà liên đoàn cộng với ông Park cộng với các cầu thủ của mình đang có được. Và mọi người có lẽ cũng nên tin cái điều đấy, bởi vì khó khăn thì ai cũng nghĩ, ai cũng biết, ai cũng hiểu, nhưng mà nên tin một chút. Còn đi xa đến đâu thì chúng ta còn cứ tất nhiên là duyên thôi. Chúng ta phải hiểu rằng là thế này, với những trận đấu với Malaysia, với Indonesia chẳng hạn thì rõ ràng niềm tin chúng ta lớn hơn rất nhiều, đúng không? Lớn rất nhiều. Nhưng khi đá với đối thủ kiểu như Thái Lan hay là UAE này rõ ràng là niềm tin nói thẳng ra là chúng ta phải nó giảm đi chứ, nó giảm đi chứ. Nó làm sao mà cứ giữ được cái niềm tin lớn như hàng ngày nào kia được? Mà có một cái điều mà các anh vừa nói rồi đấy. Trước ngày trước ấy, mấy khi mà đá Việt Nam mà UAE với Thái Lan phải quan tâm nhiều như thế đâu. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ họ đá mà họ cũng phải lên cân lên cốt, là cũng phải quên cái nọ quên cái kia, cũng phải kích nọ kích nghĩa kia. Là chúng ta lên rất nhiều. Tức là rõ ràng họ mà nhìn chúng ta ở cái tầm thế khác, và như thế có nghĩa là cái tâm lý bước vào trận, cái khả năng tiếp cận trận đấu của họ nó cũng khác đi, đúng không ạ? Nó không phải là nó không có chủ quan, nhưng nó sẽ khó khăn hơn. Đương nhiên. Cái lịch thi đấu ấy, tôi cho rằng là mình như vậy là thuận lợi. Gặp UE trước, và đấy là một cái màn dù sao cũng là sau một tháng đội tuyển mới chính thức có lại được một trận. Thì làm nóng lên là một chuyện, với cả mình có thể nhập cuộc rất là từ từ. Nói thẳng ra đá với UE nhé, biết là họ mạnh và biết là mình đã từng thắng họ. Nhưng đá UE tại Mỹ Đình mình đá kiểu cửa dưới, không có ai nói gì cả. Bình thường. Không bồn chồn. Nhưng mà hình dung gặp Thái Lan ở Mỹ Đình mà đá cửa dưới Mỹ Đình là tự nhiên vẫn thấy thế nào ấy, và biết rằng đội bóng tâm của ông lý Park, đây là chuyện tâm lý, đội bóng của ông Park rất là lạnh lùng, nhưng mà với tâm thế hiện nay để mà tiếp cận như thế nào là một cái chuyện nó nhiều tham số. Nhưng với UE thì rất là rõ, nếu bạn có thể đá cửa dưới hẳn và chờ những cơ hội thì tôi cho rằng là cái trận gặp UE nếu mà thuận lợi nó sẽ mở ra cái rất là hay trong cái trận đấu mà gặp Thái Lan. Và Thái Lan đừng quên là trước đấy gặp Malaysia thì cũng là một trận đấu cũng chưa biết thế nào đâu, đúng rồi, cũng phải chờ đợi, đúng không?